Chào cả nhà. Bữa nay là ngày sinh nhật của con trai với làm sinh nhật cho bà nội. Mình ở đây mình có nấu nồi súp cả nhà. Nồi súp cua. Mình nấu nồi súp cua với lại mình tôm chiên. Với lại mình hầm súp nữa rồi mình làm đậu cả nhà. Để mình chiên cánh gà chiên nó mắm nữa. Xong rồi ha. Chút xíu ông bà nội tới rồi, đi quay ông bà nội cho bà con chú quay với ok. Cái này mình đăng ký vậy nè, bấm bấm ở đây ê do nè, cho anh chị cái nó đi hả, cho anh chị cái nó đi nó để sau này cái quà sau này có xíu xíu kẹo rồi sau này ông nội thì Trời ơi, tại sao đẹp trai quá vậy? Nhắc ơi, đẹp trai quá vậy? Mặc đồ đẹp quá vậy Nhắc ơi? Trắng nè, con gấu nè. Con mặc cái đầm này coi, con mặc cái nón. Và con chú thấy đẹp không? Chào mà cô chú nè, các chào mà cô chú. Bữa nay là sinh nhật của Nhắc. Sinh nhật bữa tháng 5 rồi. Bữa nay làm Mẹ ông đi sắp tổ này. Cái mở đây không đó. Cái đó mở ra không? Thu mở ra không đi. Đi chưa mẹ ha. Rồi bắt đầu ha, anh đi bắt đầu hát nha. Anh đi khởi nguồn nè, anh đi lớn. Rồi xuống đợi ha, hát nha. Con không giới thiệu cái này. cái này ha, nữa rồi đó, cái này là ha mình tự làm cái gì. Bánh kem mặn. Rồi cái này là đặc nè. Cái này đặc á, dắt EU nè ha ông bà cô chú ơi. Dắt 1 tuổi ha. Ủa rồi xong rồi ha. Rồi đứa này đứa nào? Ăn cái này đấy chị.
Hej Sven, hej Sven, hej, hej ông bà cô chú. Ông bà cô. Rồi cái này là quà của Jack. John, John, Jessica. Thế giờ nhân viên chính mà không được ăn kia. Nhân viên chính là ăn kia. Nhân viên chính là ăn kia. Nhân viên vill ha sked? Sked? Inte kniv och gaffel. Nej, ah, det är ju på. Nej, hon får ha kniv och gaffel. Det är två bitar så mår på den. Ja, har du inte den fått den? Nej, och lam. Och lam. Här är han. Ý hết tôi quay cánh gà đó. Ấm hả? Đây là chị Phương. Ấm hả? Bạn già của tôi đó. Chị Phương đó bây giờ tôi trẻ chắc là nó sẽ bằng gì. Xíu cái đó đủ xíu rồi, ăn cơm cái đó em tâm mất đi. Ăn cái này miếng. Ăn cơm xu xu vô cốc. Không, không ăn, ăn cơm ăn cái đó là hồi ăn cốc là kia. Cái này nó thế. Rồi. Rồi đứa nào nữa? Ai nữa? Bà Tám ăn bà Tám. Ủa? Cậu Tám gì có chưa? Ben, Ben, chết không? Thì đó, vô tôi tập. Mẹ ơi, Ben có. Ờ, cho con đi. Okej, okay, kom här. Ska jag ansvara? Nu ska jag ha den lilla då. Är det Jesus? Oj. Det var en liten frimma. Är det någon här? Ja, jag kommer. Ja, jag kommer. Jag kommer. Jag kommer. Chắc muốn ăn hả? Chắc đói bụng cái gì nữa. Xíu ý với bụng rồi mà không dám. Cho dắt ăn miếng nè, ói bụng rồi nè, con này nhèo xuống muốn đồ ăn nè. Cho dắt tôi cho dắt ăn súp nè. Súp hả? Sao ăn cái này? Ăn này hả? Dạ. Ăn không? Bữa nay ăn miếng cho anh ăn thôi. Mua ăn mua. Chị Phương ăn miếng không, ha. Không. Chị Phương bây giờ dị ứng mấy cái gì? Cái mấy cái suốt hả? Ừ. Sao chị Phương bây giờ ngộ như vậy? Ăn suốt tay không được. Cô ăn miếng không á? Ăn miếng này không? Sao mà? Nhưng mà tự nhiên thấy ăn thích ăn. Rồi, ăn miếng. Rồi, ăn miếng. Mua kìa. Rồi, có thứ bó sốt. Xí kêu lại quay. Quay này thôi, ông cầu ngại qua chút xíu được rồi. Nè Phương, hành ngò nè. Đây nè, hành ngò đây nè. Thì ăn nè, bỏ vô. Ủa, cái này là cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm á. Ồ, ờ, có biết. Thử mấy ăn súp không? Ờ, ăn với ăn tôm hút. Ăn gì không? Ba, thử một cái. Gì? Thử một cái. Thử một cái kìa, quay phim kìa, bóc thử một cái, bóc thử cái. Không đỡ ngồi lấy cái chén ngọc thử mình nghĩ sao vậy. Ngon lắm cả nhà ơi, rất là vừa ăn luôn. Cay hả? Cay hả? Không, không cái cay ăn hay không mà mấy đứa ăn đi, mấy đứa ăn đi.
Đây à, cất à? Dạ, ăn nóng hay không? Tụi ít tiêu hả? Ừ, rồi, nếu là ít chút. Nóng một bèn. Bét lên lọc. Bây giờ tới mình cắt bánh kem ngọt cả nhà ơi. Dì Phương cho gửi cái này, dì Phương. Dì Giang. Hào thích màu xanh không Hào? Trời ơi, ơi. Ở trong đó là nhân vui đùa, rất là John là đạo vui đùa. Nhớ lớn. Ủa đấy muỗng nhỏ chưa? Wow, nhân vui đùa nè. Anh John này yêu quá cầu đẹp. Nhân vui một ông mà John, đâu ra sẵn vậy? Sinh nhật ai vậy? Sinh nhật ai vậy? Giờ nó kệ đi. Thương mến thương ăn vậy nè. Không quen, không nhiều người cách. Không ăn. Con đi bọt kìa. Ôi mừng mùi mùi vô đồ thơm á. Chờ ổng bả. Sinh nhật con để con cắt hả mẹ cắt hả trời. Ừ, bực ghê. Cho người ta miếng nhỏ trước nè. Cho cắt miếng nhỏ trước nè. Để cái mặt nó bóng ra thì cái em chẳng là cho người ta miếng nhỏ mùi nha. Sinh nhật con mà không cho con làm tính gì chưa. Xíu. Xíu luôn. Thôi mày ăn luôn đi. Mâm mâm. Cái gì ông bả vậy? Anh Xu ơi. Anh đi cắt kem không? Xíu thôi làm bọc được. Tụi chế quay Jessica vô hết trơn đó. Papa, papa đi cà phê nhiều quá hả? Ngon đẹp á, ngon. Hôm bữa cái kia 200 mấy mà nó. Cái này đặt á nè em. Đặt Ica vô á. Ăn không? Nè đút không kịp ổng khiều nè. Ăn không? Ý ơi. Ờ Su nè, Su. Chờ nè. Su kêu vô có ăn không? Ja, men jag kan ta bort det lammen och dem. Ja, ja. Nej. Jag vill ha till... Nå, gör det. Ge det till din pappa då. Nej, han är nhiều đó no, nó không có. Đi thi vậy. Cái nó bông hoạt. Không, cái này tại chiếc xe nó nặng quá. Nó ừ, tại chiếc xe nó nặng quá. Ôi, yo ho đen rồi. Yo ho cái là. Tâm không thắt xúc chiếc xe luôn đi. Cái này đây. Còn lấy cái bông ra, còn lấy cái bông ra. Ngon. Nè không ngon con bả cái này ra nè vô. Lấy cái này bả nè. Ăn cái bé hả? Su a a a Khang ngồi dĩa đâu rồi? Dĩa hả? Cái gì? Còn cái miếng ăn nhỏ nữa. Còn mấy cái nhỏ được. Ăn được mà. Được không? Được. Cái nhỏ bên kèm được mà. Không, chiếc xe như là bằng cái xe được. Xe giấy hả? Giấy. Giấy bà nội á. Bây giờ cãi không? Cái này sao mày nó. Ăn chi nãy giờ cứ cắt. Hàng chi. Mà không thấy nó 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 n
Ờ, giống như tiền giấy vậy đó, giống như là thay vì Batman mà nó làm dán ịn nó lên giống như những kẹo 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 tiền giấy á. Mẹ nhớ. Ủa, người còn ai nữa? Vô cốc đâu, vô cốc. Đây nè, vô cốc nè. Vô cốc nè. Thằng đó nó lười biếng ăn á. Cái gì nó lười biếng ăn nè. Không, cái này vô bột ngon quá. Vô hay vậy hả? Đó, ngồi đây nè. Không kịp anh kêu nè. Ui, xíu coi nghe, ấp xíu coi. Hả? Uống cà phê rồi. Thì uống cà phê. Làm cho tôi đi luôn. Nếu em muốn. Có uống cà phê ăn. Còn làm tôi đi. Cua uống không? Dạ. Cua nó không biết uống cà phê. Cua nè. Ông quên mà nữa. Sinh nhật em mà không ăn là xỉu. Còn đi nào thế nhá? Đi nào thế? Đi nào thế? Đi nào thế? Này 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 này. Có chơi không? Đi nào thế? Ôi, có nhiều đây. Cái này nó làm tới ba màu hả? Có buồn ngủ không mà mặt như không cười vậy? Hả? Nha, mà chị thử miếng nha. Hả? Thử miếng cho mà cô chú Phanh. Ngon. Ngon lắm cả nhà. Nó mùi luôn. Cái nhân này vô lụt ra, do nó ông bà cô chú có nhu cầu thì ba qua thì điển mua nha. Đặt chỗ y cà. Y cà đó. Y cà lớn đó. Y cà city á. Chúng ta kem chấm hả? Chơi em biết. Ủa, hào chờ chút xíu. Bà mở vô trong luôn nè. Ủa, mở tắt. Không, mở tắt mà ăn đâu. Bà, bánh kem ngọt không? Bánh kem ngọt không ăn. Không, cái loại này không có ngọt không? Được, cái này không. Không, thôi cho. Cái này không có gì ngọt. Tại đúng rồi. Mình đặt là nó không có gì ngọt đâu. Nó ngon, nó nhân nó ngon. Không, ai nó tưởng em đi thì nó nhìn vậy. Cái nhân được không? Nó tưởng cái dĩa bánh đi nha mẹ ơi. Ủa, nó no. Rồi chị nói gì với ông bà cô chú nè, hiệp sao đi. Chờ chút xíu ăn bánh kem xong rồi bắt đầu mở quà ông bà cô chú ơi. Jessica nói trò chơi này, trò chơi gì? Câu cá kẹo. Câu cá kẹo. Nào vậy? Không, không. Câu cá mập hay là câu cá kẹo? Đấy kẹo. À, câu gì là có kẹo trong đó hả? Rồi con cá mập ở trong đó nó đưa kẹo á. Okay. Let's go. Đừng tôi chết câu nữa. Đi fishing for Titanic. Anh đi với Titanic. Ý Út câu cá được không ấy? Anh đi phải drop tin phong sao? Có chứ, chị cài giới thiệu rồi. Thank you. Thấy đơn thôi bạn. Em là nghĩa quả. Nếu phụ lên nghe. Để tôi chắc coi thì chiếc xe ca nó câu cái gì. Coi chừng té đó. Ok, tôi phải draw nữa. Đó nữa. Ê, chua. Yeah. Má ơi, má quên tôi xe. Má bắt cái gì hả? Ông cười lắc hổ xỉu. Ủa, bé có câu không? Má câu đi vô câu nè. Mọi người câu không? Được không? Được. Mẹ nó con kẹo. Wow. Trời ơi. Jessica câu giỏi nhất. Dạ. Dạ. Thua rồi. Này. Ồ, tôi biết câu về câu nguyên giám. Kolla om du har fått fisk. Där fingret dans med. Det gick inte. Du får ingen. Jag också. Vi ska se då. Dra upp nu då. Sakta. Rakt upp. Ta påsen! Yeah! Jessica, chiến thắng! Du chết không có cậu. Đúng rồi, hãy dắt khui hoài nha. Dắt khui hoài. Khang tặng quà cho Jack nè. Đâu? Ở xuống. Hả? Ôi, xé đi. Xé ra đi. Ôi, khoái nè. Khoái người gặp. Ôi, đúng rồi. Nè, xé đi. Xé còn xé ra đi. Ơi, ơi. Rồi.
Hào hào lấy kẹo ăn đây, đây để kẹo trên đó trên bàn luôn. Ô đẹp quá ta ơi, màu đỏ Noel luôn nè. Rồi xong rồi tới tới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà mấy đứa lớn nó sang sáo quá. Quà tới đây là kết thúc video mình quay tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.